Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại channel của mình. Mình là Zen Blood Gaming đây. Ok. Hôm nay tiếp tục làm clip giảm nát liên quân nha. Đầu tiên mình muốn nói cho tất cả các bạn một điều. Lỗi nguyên nhân cho các bạn mà bị lag và chậm ấy, còn bao giờ đấy là lỗi hầu như là tất cả mọi bạn chơi liên quân đều mắc phải, ngay cả mình cũng mắc phải thôi. Và làm chậm này, combat giật vào chậm, nhiều khi là bị khựng khi đang chơi game đúng không các bạn? Rất nhiều bạn nói như vậy. Rồi hôm nay mình sẽ làm cái cách khắc phục. Thì cả các bạn có gian 7, 5, 10 GB mà các bạn không khắc phục cái lỗi này, cách tất cả các bạn đều vào chậm được. Và thứ hai nữa ấy, là cái chip của tất cả các bạn đã yếu mà các bạn cứ làm như này thì lỗi khắc phục đấy không thể nào khắc phục được. Nên là các bạn nghe mình giải thích và đừng có tua clip này nhé. Thứ nhất, Facebook các bạn chơi các không mà các bạn ao ra cả, chả các bạn nào ao ra cả, các bạn cứ để đấy. Rồi nếu mà các bạn không chơi nữa thì các bạn đăng sơ thôi này. Hiện tại mình chưa chơi nên mình sẽ đăng nhập lại. Ok. Thứ hai, Messenger này chơi rất là, trước đây mình chơi một trận vương giải vinh diệu, bây giờ là một trận liên quân mà tự nhiên nó báo về khựng cả màn hình, nó bị xung đột. Mình rất là ức chế. Nếu mà bạn nào tắt đi tắt vào vào đâu nhỉ, chuyển tài khoản rồi các bạn chỗ nào vậy, đâu ta, Messenger này ao chỗ nào vậy? Nói chung là kệ đi. Facebook chính các bạn ao ra, Facebook lead, Facebook thì các bạn ao ra. Nếu mà các bạn không muốn ao luôn trong cái trong đấy thì các bạn đừng làm theo mình. Ok, các bạn vào cài đặt. Các bạn tìm cho mình cái chỗ mà thông báo này. Thông báo nha. Đây. Của mình là như kiểu này. Đây mà cái nút xanh xanh này là đấy, mấy nút xanh xanh này là mình đang bật chế độ thông báo. Rồi mình sẽ tắt Facebook ra. Tắt Facebook. Tắt Messenger. Rồi tiện thể luôn các bạn, tắt cho mình mấy cái úp mini này này, các trình duyệt đi, tắt YouTube đi. Rồi ok. Rồi nếu mà tất bạn làm muốn tất cả thông báo ấy, thì các bạn đây, các bạn nhìn thấy chỗ này của mình không, mình đã xoay đấy, tất cả ứng dụng này đấy, các bạn tắt một này, tắt mọi ứng dụng đi cho các bạn. Rồi đây mình sẽ bật lên tím, mình chơi tối, mình chơi game mình sẽ bật sau. Rồi còn máy tất cả các bạn nào ấy, như có cái này này, máy mình có đấy, thì mình sẽ tối ưu hóa nó, mình sẽ xoay một lúc rồi ok. Còn mình đã dọn xong, test xong. Thứ hai thứ ba chứ, các bạn nên rằng là các bạn giải lén, như kiểu là xóa bớt một cái file nào trong liên quân ý. Ở đây thì mình đã xóa rồi nên mình sẽ không xóa nữa. Android này, data cái đó là đấy, phải. Rồi, các bạn vào ghi sâu này, bạn xóa bớt đi đấy. Hiện tại máy mình cũng khá ổn nên mình cũng không phải xóa nhiều. Đó. Tiếp theo tất cả các bạn nên cửa hàng Play
tìm cho mình một ứng dụng này tối ưu RAM rất tốt nha. Các bạn tìm RAM Buster. Một cái ứng dụng là root, một cái ứng dụng không root nha. Nhưng mà chính sẽ là một cái ứng dụng không root cho tất cả các bạn. Tại vì hầu như là mình làm ứng dụng root, tất cả các bạn đều vào lề nhìn thấy chữ root và rồi lặng vẽ đi ra. Nhưng rồi hình sắp mình sẽ làm không root nè. Rồi tất cả mở lên cho mình. Rồi của mình đang free được 414, sử dụng 99 94 rồi. À, các bạn boss cho mình, các bạn ấn boss. Boss lên nha. Được rồi. Các bạn boss nha. Rồi nó đang chạy. Làm. Khi là nó hiện này là máy các bạn rất ổn định rồi, ok. Các bạn xem phần 2 cho mình. Nó cũng lắp như một lớp một số ứng dụng ấy. Rồi các bạn nhớ giúp mình đạt 1.000 sub trong thời gian tới để mùng 1 tháng 5. Mình sẽ tặng thẻ và app cho anh tất cả anh em. 200.000 thẻ cao về. Ba ác lên quân không ít đâu anh em ơi. Nhanh giúp ủng hộ mình nha. Đây là các app của mình. Ví dụ như cái này là các bạn ấn kim. Nó sẽ rút tất cả các bạn mất tay. Ok. Nụ cười em là nắng để cho lòng này ngẩn ngơ. Chẳng phải là xuân diệu anh cũng biết làm thơ. Vì giờ trong đầu anh toàn thương với nhớ. Đi cùng với em trên một đoạn đường dài. Rồi của mình hiện tại nó đang tốt. Ai một click này. Đấy, các bạn thấy chưa, phần đỏ nó cũng đã bớt đi. Nếu các bạn nào phải tốn ra thì cứ ấn vào bên này cho chọn ứng dụng nha. Đấy, nó sẽ tốt cho cái này các bạn. Đó, các bạn thấy chưa, cái phần RAM này nó đã tăng lên này. Đó. Ok. Clip của mình đến đây kết thúc rồi. Xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Nhớ để lại một like, một đăng ký kênh và giúp mình đạt 1.000 sub trong thời gian tới để mình làm clip tặng thẻ 200.000 và 3 app cho anh em nha. Bye bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe.